Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách làm bánh tiêu đây ạ. Và bánh tiêu làm sao cho nó nở phồng và xốp ngon béo thì các bạn hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ hết tất cả những cái lỗi mắc phải khi mà mình chiên bánh tiêu nha. Và bánh tiêu của mình sau khi chiên thì rất là xốp bên trong luôn và có cái độ béo vừa phải và độ ngọt ăn rất là hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay nhau và làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay đi nào. Và nguyên liệu chúng ta gồm có đó là 50ml nước nóng, 40g mè, 15g dầu ăn, 5g men khô bánh mì, 2g bột nở, 20g sữa đặc, 40g đường, 1 ống vani. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có 200g bột bánh mì. Và bột bánh mì ở đây thì mình sử dụng bột mì số 13 nhé. Thì cái bột mì này thì khi mà mình làm bánh tiêu thì nó rất là ngon và nó nở xốp rất là ngon, hấp dẫn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tiến hành mình pha bột. Mình sẽ cho vô đây là cái bột bánh mì nè, bột mì số 13 nha. Cho vô cái tô. Kế tiếp thì mình sẽ cho một ống vani vô, 1/2 muỗng cà phê muối. Và ở đây thì mình sẽ cho 2g bột nở. Bột nở thì mình sẽ cho qua một góc ha. Bột nở là baking soda đó mọi người, baking powder chứ. Rồi chúng ta sẽ đảo đều lên. Tại vì bột nở và men nở mình không được để gần nhau nên là chúng ta sẽ đảo đều lên trước rồi trước khi mà mình cho vô nha. Và ở đây thì mình có 50ml nước nóng. Bây giờ thì mình sẽ cho vô đây thêm 120ml nước lạnh nữa để mình tạo ra cái hỗn hợp nước ấm như thế này. Và thì sẽ cho đường vô cái loại nước ấm luôn nha. Kế tiếp thì mình sẽ cho sữa đặc vô luôn. Mình hòa tan cái phần nước ấm này với sữa đặc cho nó tan ra. Mình phải kích men bằng sữa và cái độ ấm của nước ấm như thế này thì men mình nó mới lên độ nở rất là tốt nhé. Sau khi mà mình hòa tan phần sữa ra rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho men. Men ở đây là men mình làm bánh mì đó mọi người. Rồi chúng ta sẽ kích men này trước cho nó nở ra trước. Lưu ý rằng chúng ta không có được pha cái phần men này trong nước nóng nhé. Mình phải hòa tan như là mình nói đó. Mình cho nước lạnh và nước nóng vô để mình tạo ra cái hỗn hợp nước ấm. Rồi sau khi mà hòa tan ra rồi thì chúng ta sẽ cho vô cái phần bột này. Mình chỉ cần hòa tan cái men đó là được rồi nhé. Rồi cho vô cái hỗn hợp bột. Rồi chúng ta sẽ đảo đều lên. Mình sẽ rửa tay cho thật là sạch và mình tiến hành mình nhồi bột cho cái phần bột này nó tạo thành khối nhé. Rồi mình sẽ cho một xíu nước lạnh vô đây. Tại vì mình cảm thấy rằng cái bột này nó hút nước hơi nhiều. Đây là mình sẽ cho thêm một chút xíu nước vô nữa nhé. Tùy vào cái bột mới cũ mà nó có độ hút nước khác nhau. Nên là các anh chị và các bạn canh chừng nhé. Nếu mà mình cảm thấy rằng cái bột của mình nó còn khô quá thì chúng ta sẽ cho một chút xíu nước lạnh vô. Và mình cho và mình nhồi cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái bột này tạo thành khối thì chúng ta sẽ bọc cái màng thực phẩm lại. Khi mà bọc thực phẩm
màng thực phẩm lại thì chúng ta sẽ ủ ở đây tầm 20 phút. Sau 20 phút sau thì chúng ta sẽ lấy ra ngoài. Mình bỏ dầu ăn vô nhé. Rồi mình sẽ nhồi đều với dầu ăn nè. Lúc này thì bột của mình nó nở hơi nhẹ một chút xíu. Đó, mình nhồi đều. Mình chia cái phần tỷ lệ dầu ăn ra từng ít một nhé. Mình đừng có đổ vô một lúc một. Và mình cứ miết, cứ nhồi như vậy cho tới khi nào mà mình cảm thấy rằng cái bột của mình nó mềm và nó mịn nhá. Và sau khi mà mình nhồi mà mình cảm thấy rằng cái bột nó đã mịn rồi thì chúng ta sẽ lấy cái dầu ăn và mình quét đều lên cái thành của cái tô này. Và mình tiến hành mình bỏ cái phần bột vô và mình tiến hành mình ủ tiếp theo nhé. Đó, mình ủ lại, mình tạo thành một khối tròn. Đó, mình xoa đều lên trên cái phần bột luôn, cái dầu còn lại. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bọc cái màng thực phẩm lại và mình sẽ tiến hành mình ủ lần 2. Khi mà ủ lần 2 thì các anh chị và các bạn ở cái vùng có nắng thì chúng ta sẽ mang cái thau bột này mình ra những cái nơi mà có ánh nắng ha. Và mình sẽ tiến hành mình ủ như vậy thì cái bột của mình nó sẽ nở tốt hơn. Còn nếu mà các anh chị và các bạn không ở nơi có nắng thì mình ủ thời gian nó sẽ lâu hơn một chút xíu. Rồi bây giờ thì mình sẽ ủ 2 giờ ở ngoài trời nắng nhé. Và sau khi ủ 2 giờ ở ngoài trời nắng thì chúng ta sẽ mang vào nè. Mọi người thấy không ạ? Lúc này thì phần bột của mình nở rất là nở gấp đôi so với cái cục bột vừa nãy mình mang ra mình ủ đó. Bây giờ mình đụng vô thì cái phần bột của mình nó rất là nhẹ luôn và nó có cái độ sốt. Bây giờ thì mình sẽ bỏ ra cái mặt bàn và mình sẽ cắt tạo thành những cái bánh tiêu vừa phải. Ở đây thì mình chia được có khoảng 8 cái bánh tiêu đó. Rồi mình tạo thành một cái khối dài như thế này để chúng ta chia thành bánh tiêu nha. Như đã nói thì mình sẽ chia tầm 8 cái bánh tiêu thì mình sẽ cắt đôi ra nè. Rồi mỗi bên 4 phần. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái cách bánh làm bánh tiêu mà mọi người có thể do là mọi người chiên không có đúng cách đó thì cái bánh tiêu của mình nó nở không có phồng. Mình sẽ hy sinh 8 cái bánh tiêu này để mình sẽ nói hết tất cả những cái lỗi mà mọi người mắc nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ lộn cái mặt mịn ra ngoài, còn cái phần mà không mịn mình bỏ vô trong nhé. Đó, mình lộn ra như thế này. Mọi người coi cái thao tác mình làm để mình tạo hình cái bánh tiêu cho nó dễ. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng, mình sẽ bắt hết. Đó, mình cứ lộn cái phần mịn ra ngoài, còn cái phần không mịn mình bỏ vô trong. Bắt thành những cái khối tròn tròn như thế này nhé. Rồi và đây là mè trắng nè. Mình sẽ nhúng những cái bánh tiêu mà mình bắt tròn vừa nãy vô cái mè trắng này cho cái nó áo một cái lớp mè trắng ở ngoài. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái cán bột và mình cán nhẹ nó ra. Mình
mình áo một lớp bột một ít mè như thế này phải đều nhé, cho nó chan hết cái mè luôn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cây cán bột và mình cán tròn ra, cán dẹp ra và mình cán tròn vừa phải nhé. Đó. Và cứ như vậy thì mình làm hết cái số bánh tiêu của mình chuẩn bị là được. Đó, mình cán tròn ra. Và một cái lưu ý, muốn cái bánh tiêu của mình nó nở tốt thì các anh chị và các bạn cán tới đâu mình chiên tới đó nha. Mình đừng có để quá lâu. Tại vì mình cán xong mình để quá lâu thì bánh tiêu của mình nó sẽ không có nở tốt lắm. Tại vì thấy bao nhiêu lần mình làm á, thì mình cảm thấy như vậy đó. Ở đây thì mình cán cỡ tầm 2 cái rồi mình mang đi chiên, 2 tới 3 cái mình mang đi chiên liền. Bên cạnh đó thì mình đã bắc lên một cái nồi dầu và mình để cho nó cái dầu nó nóng nhé. Rồi bên cạnh đó thì mình có một cái nồi dầu vào đây. Và cái quy tắc khi mà mình chiên bánh tiêu, muốn cho nó phồng đều thì các anh chị và các bạn không được chiên khi mà dầu nó chưa nóng. Hoặc là dầu nóng quá thì nó cũng sẽ không nở nha. Đây là một cái lưu ý nè. Cái thứ hai, khi mà mình bỏ bánh tiêu vô rồi thì chúng ta phải ấn đều. Và mình xoay cái bánh tiêu thật là đều thì cái bánh tiêu nó mới nở đều được. Còn nếu mà mọi người xoay cái bánh tiêu không đều thì cái bánh tiêu của mình nó sẽ không có nở cao. Và nó chỗ nở chỗ không nở. Đây là những lần mà mình chiên bánh tiêu mà mình cảm thấy rất là không thành công. Các anh bạn lưu ý nha. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm bánh tiêu tại nhà. Mọi người nhìn qua 8 cái bánh tiêu của mình thì có cái nở cao, có cái nở không cao, là do là mình áp dụng cái cách chiên mình vừa nói đó. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ xong. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bếp Của Vợ nhé. Rồi, kênh Bếp Của Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo ạ.